Cô chú anh chị và các bạn thân mến, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay cái miếng đất thổ cư 100% nha. Có giá bán là 268 triệu thôi. Tấn đang đứng ngay chỗ này là ngay ngã tư cổng chào ấp Long Phú, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Thì ngay chỗ này á là trường tiểu học Dòng Nần nè, xích lại chút xíu là trường mẫu giáo Long Vĩnh. Bây giờ Tấn sẽ quay cái miếng đất là cái đường đi vô á, là phía sau trường tiểu học Dòng Nần này nha, có cái đường bự đi vô. Đường này là nhà nước mới vừa nâng cấp lên nhựa nè cô chú anh chị. Từ ngoài chợ Long Vĩnh, tỉnh lộ 786 chạy vô tới đất á là 2 cây số. Đây, đi ra hướng này là chợ Long Vĩnh, tỉnh lộ 786 nè. Từ ngoài chợ chạy vô tới đất là 2 cây. Phía bên đây là cổng ấp văn hóa Long Đại. Cái chỗ này á, hàng xóm cái bên là bữa nay người ta nhà có đám giỗ á, hát karaoke nha cô chú anh chị. Đây, phía bên đây là trường tiểu học Dòng Nần. Cái trường tiểu học Dòng Nần này bây giờ nhà nước là đang xây thêm, đang xây thêm mấy dãy lầu nữa nha cô chú anh chị. Thì bây giờ cái đường vô đất á là chúng ta sẽ đi xích tới 100m, cái xong quẹo phải vô nha. Đây, bây giờ Tấn đứng ngay đầu đường quẹo vô đất nè cô chú anh chị. Đó thì phía trước cô chú anh chị thấy là cái dãy nhà đang xây á là trường tiểu học Dòng Nần. Phía bên đây là trường mẫu giáo nè, kế bên là điện thờ Phật Mẫu Đạo Câu Đài. Đó, còn cái đường đi vô đất nè cô chú anh chị là đối diện với quán cà phê Nhà Gỗ. Đây, quán cà phê Mấy Ngói bên tay phải nè. Còn ngay phía trước mặt chúng ta thấy là cái tiệm tạp hóa bự nha. Đã từ ngã tư cổng chào ấp Long Phú, trường tiểu học Dòng Nần, đi tới cái đường quẹo vô đất nè là 100m. Thì Tấn nói thêm cái chỗ này nha cô chú anh chị, là cái đường nhựa chỗ chúng ta đang đứng nè, mai mốt là nhà nước sẽ mở thông cái đường hướng vô đây nè, là sông Dòng Cỏ Đông á, nhà nước sẽ bắt cây cầu qua sông Dòng Cỏ Đông để kết nối với lại quốc lộ 22B, cái hướng ra thị xã Hòa Thành, chợ Long Hoa rồi đó. Đó, mai mốt nhà nước mở cây cầu là đi đường này ra quốc lộ nó sẽ gần nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ quẹo vô đất. Thì nếu cô chú anh chị đi tới khu vực Long Vĩnh này á, sẽ thấy bây giờ là đang nâng cấp đường xá rất là nhiều. Rồi đường điện là cũng đi đường điện mới. Để chúng ta thấy là những cây trụ điện mới cắm rất là bự luôn. Đường này là cũng đang nâng cấp nè cô chú anh chị, vài bữa nữa là sẽ đẹp hơn nha. Đang làm. Tấn sẽ ghim cái định vị Google Map của đất để trong phần mô tả nha. Từ chợ Long Vĩnh vô đây là 2 cây. Thì chút nữa khúc cuối video á, Tấn sẽ quay từ ngoài tỉnh lộ 86 chợ Long Vĩnh chạy vô. Nãy ở ngoài ngay ngã tư cổng chào ấp Long Phú, hàng xóm hát karaoke kiểu nhà đang đám giỗ á, hát karaoke. Thì Tấn sẽ nhắc lại cái thông tin cho cô chú anh chị nghe lại ha. Diện tích đất á, là chiều ngang 5m, chiều dài là 27m, tổng diện tích là 135m2. Đất này là thổ cư 100%. Đó, thổ cư 100% nha. Đất hướng Tây. Đường ở trước đất á, là có rẫy đá. Thì giá bán là 268 triệu. Đó, cái đường đi vô thì chúng ta thấy là đường nâng cấp, mở rộng rất là bự luôn. Và nhà cửa dân cư thì đông nè cô chú anh chị. Nhà cửa đông ha. Chạy xích tới phía trước mình sẽ quẹo trái nha. Đây, đường trụ điện thì cô chú anh chị thấy là nhà nước đi cái đường điện nè, quá bự luôn, mới vừa cắm trụ à, chưa kịp đi dây nữa nha. Vài bữa nữa là sẽ đi dây điện thay cái đường trụ điện mới. Cái đường này là cái đường thông nè cô chú anh chị, chúng ta đi về hướng này á là qua xã Long Chữ của huyện Bến Cầu á. Đó, cái khúc này là giáp ranh giữa hai huyện luôn nha, Bến Cầu và Châu Thành. Thì cái miếng đất là thuộc ấp Long Vĩnh, ở quên, ấp Long Phú, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành. Đó, còn đi thẳng qua hướng này cỡ chừng mấy trăm mét á là vô địa phận của ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu.
xích tới phía trước mình quẹo trái. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Thì cái đường này chúng ta thấy là đang nâng cấp mở rộng, Tấn không biết là có lên nhựa hay không nha, hay là lên đường rẫy đá hay là như thế nào á. Thì cô chú anh chị có thể tới đây xem đất thì chúng ta cập nhật thêm thông tin nha. Còn hiện tại là cái đường đang làm, mình vừa chạy lố qua luôn cô chú anh chị. Đây, hàng xóm đầu đường quẹo vô nha. Tấn sẽ ve lại một chút nè. Đó, phía trước là có xe lưu đang làm đó. Đường rẫy đá mì nha. À, nay mùa mưa nhưng mà cô chú anh chị thấy cái đường khô queo à. Không có động dũng nước gì hết, không có ổ gà gì hết. Ô tô vô tới đất luôn nha. Gần trường tiểu học Dòng Nằn, gần trường mẫu giáo Long Vĩnh. Đây, tới ngay chỗ này là cái ngã ba nè cô chú anh chị. Thì cái lô đất đang cần bán là nó nằm trong cái khu đất trống bên tay trái nè. Đó, chúng ta quẹo qua đây. Thì cái đường này chính là đường ở trước đất nha, đường có rẫy đá. Miếng đất là bên tay phải nha cô chú anh chị. Thổ cư 100%, mua xây nhà thoải mái. Rồi, để bây giờ Tấn xuống xe quay cái lô đất này cho cô chú anh chị coi nha. Thì bây giờ chúng ta đã tới vị trí đất của anh Thanh. Ngay cái đường quẹo vô là có nhà hàng xóm ha. Đường ở trước đất nè, là đường rẽ đá. Thì vô tới đây á, Tấn vừa gọi cho anh Thanh để xác nhận chính xác là cái lô nào á. Thì anh Thanh có nói thêm là ở đây anh có 3 lô liền kề luôn, chứ không phải là một lô nha. Đó, 3 lô liền kề luôn, thổ cư 100% hết. Nên cô chú anh chị có thể mua một lô, hai lô hay là mua 3 lô cũng được. Thì 3 lô đất của anh Thanh nè. Giáp cây trụ cao nè cô chú anh chị. Đó, ngang qua cứ mỗi lô là đúng 5 mét ha. 1 2 3. Rồi mấy lô phía trong nữa là của anh ta. Thì đất này là hướng chánh tây nha. Chiều ngang 5 mét. Chiều dài là 27m2. Diện tích của mỗi lô là 135m2. Thổ cư 100%. Đây, cắm trụ xi măng, ranh giới rõ ràng nha. Chiều ngang đúng 5m. Và cái nền đất ở trong cô chú anh chị thấy nè, nó bằng phẳng. Nguyên cái khu đất này là nó bằng phẳng nè. Cái đường rẫy đá ở phía trước thì mới làm. Đó, cô chú anh chị có thể mua một lô, hai lô hay là mua hết 3 lô cũng được nha. 3 lô thì xây nhà vườn đồ rộng rãi. Còn mua một lô thì xây căn nhà cấp 4 bình thường. Đó, thổ cư 100% xây thoải mái. Mua hai lô là có thể xây được nhà chữ L rồi đó, xây nhà máy thái đâu cũng được. Ở phía sau cũng có cắm trụ xi măng nè cô chú anh chị. Thì giá bán là 268 triệu một lô. Đây, trụ xi măng nè. 268 triệu một lô nha. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả. Đó, những nhà hàng xóm phía ngoài chúng ta thấy đó là quay mặt tiền ra cái đường đang làm, cái đường bự bự lúc nãy nha. Còn kế bên là có nhà hàng xóm phía ngoài ngã ba quẹo vô nè. Ô tô vô tới đất luôn. Ở đây thì nó rất là bình yên nha cô chú anh chị. Cái đường nhựa nãy mình chạy vô khúc nữa là tới cánh đồng rồi. Rồi qua cánh đồng là tới sông Dầm Cỏ Đông. Bên kia sông Dầm Cỏ Đông á là khu vực ngã ba Thiên Thọ Lộ, quốc lộ 22B, thị xã Hòa Thành, rồi chợ Cẩm Giang rồi đó. Cho nên là mai mốt nhà nước xây cây cầu bắc qua sông Dầm Cỏ Đông á, là qua hướng thị xã Hòa Thành, đi chợ Long Hoa, đi Tòa Thánh Cầu Đài rồi rất là gần nha. Cái chỗ này á cách thành phố Tây Ninh 12 cây. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là 75 cây.
từ chợ Long Vĩnh tỉnh lộ 786 chạy vô là 2 cây nha. Còn từ trường tiểu học Dòng Nần, đầu video clip Tấn quay á, chạy tới đây là 800m. Rồi, bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi. Nãy anh Thanh gửi cho Tấn là chỉ có một tờ sổ thôi. Đó, cho nên là Tấn tưởng đâu là một lô nha. Nhưng mà khi vô đây Tấn gọi cho anh á, thì anh nói là anh có tới 3 lô lần. Đây, bây giờ Tấn quay một tờ sổ hồng nha. Còn hai tờ sổ kia thì diện tích nó cũng y chang vậy nha cô chú anh chị. Đầu tiên chúng ta coi cái sơ đồ nè. Đất này là hướng chánh tay luôn. Chiều ngang đúng 5m và chiều dài là hơn 27m. Nhìn sơ đồ đẹp nha. 5 x 27. Thửa đất số 529 tờ bản đồ số 32, địa chỉ ấp Long Phú, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tổng diện tích là 135m² và thổ cư là 100%. Sổ hồng ngay chủ. Hai cái tờ sổ kia thì nó cũng y chang vậy luôn, diện tích và giá bán cũng bằng nhau luôn. Đó, 268 triệu một lô. Để Tấn nhân lên, nếu cô chú anh chị mua 2 lô thì nó sẽ là bao nhiêu nha. 268 x 2 là 536. Còn nếu cô chú anh chị mua 3 lô luôn thì 268 x 3 là 800 triệu. Đó, nếu mua 3 lô luôn là 804 triệu á. Cái lẻ 4 đó chắc anh Thanh anh sẽ bớt luôn, anh tặng luôn. Đó, nếu mua 3 lô là 800 triệu nha. Rồi, nếu cô chú anh chị muốn mua, alo cho anh Thanh. Số điện thoại này là có Zalo nè cô chú anh chị. Không chín bảy ba ba năm bảy bốn hai bảy. Gặp anh Thanh nha. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay từ ở ngoài ủy ban xã Long Vĩnh, chợ Long Vĩnh, tỉnh lộ 786, chạy vô tới đây cho cô chú anh chị coi. Xin mời cô chú anh chị nha. Đây là đường tỉnh lộ 786 nè cô chú anh chị. Bên trái là trạm y tế của xã Long Vĩnh. Và ngang khúc này là ủy ban xã nha. Tấn đang đi cái hướng là từ thành phố Tây Ninh đi tới. Thành phố Tây Ninh đi tới đây là 10 cây. Đây, ủy ban xã Long Vĩnh, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công an là ngay chỗ này luôn. Thành phố Tây Ninh đi tới nè, vừa qua ủy ban xã, chúng ta sẽ tới chợ Long Vĩnh. Đường này là tỉnh lộ 786 nha. Nếu chúng ta chạy thẳng theo cái hướng này là sẽ về huyện Bến Cầu, về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đi Long An, thành phố Hồ Chí Minh là cứ chạy thẳng hướng này. Còn đây là khu vực chợ Long Vĩnh. Ngay chợ là có cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Chúng ta sẽ quẹo trái vô hướng ấp Long Phú. Nếu cô chú anh chị đi từ thị trấn Bến Cầu lên á, là chúng ta sẽ quẹo phải. Còn hướng thành phố Tây Ninh tới nè là quẹo trái nha. Đi hướng vô thánh thất Long Vĩnh, trường tiểu học Dòng Nần. Từ chợ Long Vĩnh đi vô tới đất á, là 2 cây số nha cô chú anh chị. Bây giờ mình chạy thẳng theo đường nhựa này vô nha. Từ ngoài chợ Long Vĩnh tỉnh lộ 786 chạy vô 1 cây số là sẽ tới thánh thất Long Vĩnh nè cô chú anh chị. Thánh thất Đạo Câu Đài. Rồi khúc này á, là tập quá bự bự rồi, rất là nhiều luôn nha. Cà phê, rồi tiệm thuốc tây. Ngay khúc này là đông dân cư nè cô chú anh chị. Cà phê nè, thuốc tây nè. Vị trí Google Map của đất Tấn ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Bây giờ cô chú anh chị đi tới khu vực này á, là sẽ thấy đường xá đang được nâng cấp mở rộng rất là nhiều luôn. Bây giờ ngay khúc Long Vĩnh này, ở ấp Long Phú với lại Long Đại á,
là đang tiến hành lên nhựa. Đường xá rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây, tới ngay cái ngã tư này nè. Đó, ngay ngã tư bự thì bên phía tay phải là cổng chào ấp Long Phú, bên phía tay trái là cổng chào ấp Long Đại. Đây, bên trái là cổng ấp Long Đại nha. Còn bên phải là cái cổng Long Phú nè cô chú anh chị. Đó, quẹo phải qua đây á, là trường tiểu học Dòng Nằn và trường mẫu giáo Long Vĩnh, có điện thờ Phật Mẫu của đậu câu đài nữa. Đó, quẹo cái hướng này là nó sẽ thông ra xã Long Chữ của huyện Bến Cầu nha. Còn bây giờ cái đường đi tới đất á, là chúng ta chạy thẳng xích tới phía trước. Chạy xích tới phía trước, cái mình quẹo phải vô. Cái trường học Dòng Nằn bây giờ nhà nước là đang xây mở rộng thêm á cô chú anh chị. Đang xây thêm mấy dãy lầu nữa nha. Bên trái là quán cà phê nhà gỗ nè. Đó, đường vô đất là bên tay phải nè cô chú anh chị. Còn đi thẳng á, thì mai mốt nhà nước sẽ mở cây cầu bắc qua sông Dòng Cỏ Đông để kết nối với lại quốc lộ 22B hướng qua thị xã Hòa Thành nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.